Rồi thì hôm nay là mình sẽ đánh giá cái bot một lần iPad 810. Thì cái bot này á thì cái thông số của nó là 3.2 ml và cái số lượng mà hút tối đa đó dự kiến là 800 hơi, nhưng mà mình hút á, thì mình có khoảng được có một tuần thôi, tính ra có khoảng 100 hơi là nó hết rồi. Chắc có thể là do mình hút cái hơi nó dài. Thì hôm nay mình xé thử cái này ra nè, đây là mùi xoài. Thì nói chung là hút xé ra rồi thì bạn phải đợi khoảng 3 phút thì bạn hút hơi. Thì nói chung là mình hút thì ta thấy cái hơi nó cũng nhẹ, tại vì cái nicotine nó chỉ có 2 thôi. Mình hút khoảng có 100 hơi là một tuần là nó hết rồi, chứ không có đến khoảng 800 hơi đâu. Thì nói chung là cái bot mà mình hút vừa đây nè, nó còn pin nhưng mà nó hết tinh dầu rồi. Vì thế nên hôm nay mình thử mình tháo ra thử. Thì ở đây nó có cái đầu nè, các bạn bẻ mạnh ra nó ra cái ren ron, các bạn xoay ra thử. Đây là khá mình tháo cái đầu ra. Với những cái bốt một lần như thế này là dạng như Romeo hay là Leo thì nó rất là dễ tháo. Thì ở đây á nó có cái bông gòn nè, bạn chỉ cần cậy ra thôi. Đây, bạn cậy ra thì ở đây là nó sẽ có cái bông ha. Cái bông này thì bạn sẽ lấy cái tinh dầu này nè, bạn châm vô. Cái này tinh dầu là cái tinh dầu của cái pháp, mình lấy mình châm vô luôn. Còn nếu như mà các bạn nên dùng là nên dùng cái loại tinh dầu mà nicotine cao á, nó không có khói thì nó sẽ đỡ cháy coi và cháy bông hơn. Đây mình bạn châm vô, châm ngay cái lỗ này. Đấy, bạn châm vô khoảng chục giọt đi. Tại vì bạn không cần châm nhiều. Tại vì cái này là cái bot một lần không có sạc được. Bạn châm nhiều mà lỡ hết pin á thì nó lại hủ tinh dầu. Nên bạn biết chăm khoảng chục giọt thôi. Rồi bạn. À, rồi bây giờ bạn gắn lại nha. Rồi gắn lại, nhét vô cái lỗ này thôi. Xong mà đóng nắp lại. Và mỗi lần mà chăm tinh dầu như vậy á, thì nên đợi khoảng 5 phút cho tinh dầu nó thấm vô bông nha, rồi hút. Chứ bây giờ mà nó chưa thấm vô bông hút thì nó không có ra mùi gì đâu. Đây là cái bốt một lần, là cái dạng như là cái ống này, thì bạn chỉ cần tháo cái đầu ra, châm tinh dầu vô là xong. Còn với cái bốt mà mấy ngàn hơi á mà sạc được á, như là cái bốt Vet Begin nè, 15 ml mà 5.500 hơi á, mà hôm trước mình hút thì chỉ có khoảng 1.000 hơi thôi là hết á. Thì các bạn ở đây nó có bốn lỗ này, các bạn nhìn tôi giúp nha, các bạn đẩy vô đây nè, nó có bốn cái khớp. Nè, đây có bốn cái khớp, các bạn luồn cái tôi giúp vô là kéo ra thôi. Đấy, này nó thì nó cũng dễ, bạn kéo ra xong á thì nó sẽ đi theo nguyên cái bộ này ra luôn, thì bạn đổ cái tinh dầu trong cái ống này là xong ha. Thì cũng đợi khoảng 5 phút, tại vì là cái bốt này mình vừa mới châm tinh dầu vô rồi nên mình không có thể kéo ra được nữa, nó sẽ bị ướt tinh dầu. Mình vừa mới châm thì mấy các bạn chỉ cần cậy bốn cái lỗ này ra xong rồi kéo ra thì đổ tinh dầu vô cái ống này là xong ha. Thì cái này là mình chỉ cách tận dụng, mà nói chung là các bạn chỉ có thể châm khoảng 1-2 lần thôi, tại vì nếu như mà hút thêm vài lần nữa đó, châm mà hút thêm vài lần nữa đó thì nó sẽ bị cháy coi, mặc dù là tinh dầu còn hoặc là pin còn nhưng mà nó phải cháy coi, nó không hút được đâu. Nói chung là chỉ tận dụng được 1-2 lần thôi, và phải dùng cái tinh dầu nicotine cao, chứ còn cái tinh dầu dành cho pháp vừa khói á là bỏ vào nó sẽ bị cháy coi, cháy bông, không hút được đâu nha. Thì đó, thì nói chung là mình có đánh giá hai cái bot này á, hút một lần thì cái bot này 5.500 hơi nhưng mà thực chất thì hút khoảng 1.000 hơi, còn 800 hơi này á thì cũng chỉ khoảng 100 hơi thôi.
nói chung là do cái lượng mà cái hơi hút của mình nói chung là cũng trung bình, không có mạnh lắm đâu, nhưng mà nó mau hết quá thì nên mình mới tận dụng, mình châm tinh dầu vô rồi. Đậu vàng mùa chuối mới lúc đầu hút thì nó sẽ rất là thơm, mà khoảng vài chục hơi là nó cạn mùi từ từ. Thank you.